dâng lễ với vị đại diện của Đức Thánh Cha trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Trong mùa vọng này, mùa mà giáo hội mời gọi chúng ta ăn năn xã hội và dọn những con đường thể lý, con đường tâm linh, con đường xã hội và nhất là con đường tâm linh để Chúa có thể đến trong mọi hoàn cảnh, trong tâm hồn, trong gia đình, trong giáo sư cũng như trong xã hội của chúng ta. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, chúng ta thành tâm xã hội. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn an. Đức Thánh Cha gần gũi với giáo hội tại Việt Nam và liên lỉ cầu nguyện cho anh chị em. I thank Cha Tom và Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hồ for the words he
has so courteously addressed to me on behalf of all of you. Tôi cảm ơn cha tổng đại diện Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hợp vì những lời cầu chúc tốt đẹp ngài đã dành cho tôi thay cho toàn thể anh chị em. I offer each one of you my most cordial greeting, assuring you of my prayers for you and for those of you who are unable to be here this morning to share in this important moment in the life of your diocese. Tôi gửi tới mỗi người trong anh chị em lời chào thân ái nhất và tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em đang hiện diện và những ai không thể hiện diện nơi đây để chia sẻ thời khắc quan trọng này trong đời sống giáo phận. I extend a special greeting to the students from universities who are attending this Eucharistic celebration. I greet each one of you with affection. It is delightful to see that your community is lively and young. Cha gửi lời chào đặc biệt tới các bạn sinh viên đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Với lòng trìu mến, cha chào mỗi người chúng con. Cha vui mừng khi thấy rằng cộng đoàn các con thật trẻ trung và đầy sức sống. It is important for each of you, dear students, to learn not only the academic subjects for your future career in the civil society, but just as essential to learn how to remain with the Lord daily in personal encounters and to be proclaimers of the gospel of Jesus Christ. Các bạn sinh viên thân mến, điều quan trọng đối với các con là không chỉ học những môn chuyên ngành để đảm bảo nghề nghiệp tương lai trong xã hội dân sự, nhưng điều thiết yếu là học ở lại với Chúa trong những cuộc gặp gỡ mang tính cá bình và trở nên những người loan báo tin mừng Đức Kitô. It is fundamental that you seek to live your lives according to God's plan. It is important to be prepared, also through serious and committed studies, to serve generously the people in Vietnam, for the progress of your country, and to serve the Church, especially the diocesan community of Vinh. Các con cần phải kiềm sống theo chương trình của Thiên Chúa. Điều quan trọng là phải được chuẩn bị để phục vụ đồng bào Việt Nam cách quảng đại vì sự thăng tiến của đất nước và phục vụ giáo hội, đặc biệt giáo phận Vinh. Therefore, dear friends, students, live sagely in close communion to the Lord during this time of formation. It is a precious gift that God offers you. Các con thân mến, vì thế cha mong các con hãy sống khôn ngoan, kết hợp mật thiết với Chúa trong thời gian học tập. Thời gian là tặng phẩm quý giá mà Thiên Chúa cho ban cho các con. My brothers and sisters, today's liturgy celebrates the second Sunday of Advent. This Jesus is intended to prepare us for the Christmas feast, the birth of Jesus, God made man. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành phục vụ Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Đây là thời gian chuẩn bị chúng ta hướng tới đại lễ Giáng sinh, mừng sinh nhật Chúa Giêsu, Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Today's gospel still resounds the voice of John the Baptist. Prepare the way for the Lord. Make his path straight. Tin mừng hôm nay vẫn vang vọng lời ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. This appeal concretely means following the Lord, choosing what Christ chose, loving what he loved, conforming one's own life to his. Lời kêu gọi này rất cụ thể, nghĩa là đi theo Chúa, chọn được điều Đức Kitô đã chọn,
yêu những gì Ngài đã yêu, dược đời sống ta theo đời sống của Ngài. It means passing every moment of our time in the sphere of our Lord's love, without letting us be discouraged by the difficulties and problems of daily life. Lời mời gọi này cũng có nghĩa là chúng ta hãy dành mỗi khoảnh khắc cuộc đời trong quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa, mà không để bất cứ gian nan và lo toan cuộc sống thường nhật làm ta nhục chí. In today's second reading, the Apostle Peter exhorts us with words which have the same meaning. You should be living holy in saintly lives while you wait and long for the day of God to come. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Tông đồ Phêrô nhắn nhủ chúng ta điều tương tự. Anh em phải sống cuộc sống thánh thiện trong khi chờ ngày Thiên Chúa. This is what we must do, especially in this season of Advent. The word of God must be listened and understood by us, so that the same word may be active among us as a force that creates justice and love, and the knowledge of justice and goodness may be awakened within us. Đây là điều chúng ta phải thực hiện, đặc biệt trong mùa bọc này. Chúng ta phải lắng nghe và hiểu lời Chúa, nhờ đó cũng chính lời này trở nên sống động trong mỗi chúng ta, như động lực kiến tạo công bình và bác ái, và sự hiểu biết về công bình và sự thánh thiện tốt lành có thể được khơi dậy trong lòng ta. There is no other source for knowing and strengthening this knowledge of justice and goodness other than from the Word of God. Không có nguồn lực nào để nhận biết và củng cố sự hiểu biết về công bình và sự tốt lành cho bằng lời Chúa. Advent may be an incentive for us to listen more attentively to the Word of God and to learn how to live the joy of the Lord who is our strength. Nguyện xin Thiên Chúa khấn ban ân sủng của Ngài cho chúng ta, để mùa bọc sẽ là nguồn khích lệ giúp chúng ta chú tâm hơn vào việc lắng nghe lời Chúa và học cách sống niềm vui của Người, nguồn sức mạnh đời ta. Anh chị em thân mến, I learned that in the diocese of Vinh there are about 500,000 baptized faithful, representing more or less 8% of the population of this territory. Anh chị em thân mến, tôi được biết giáo phận Vinh hiện nay có khoảng gần 500,000 tín hữu, đại diện cho khoảng dưới 10% dân số trong lãnh thổ này. Besides, there are 182 parishes, 205 diocesan and religious priests, 1,890 religious sisters. Ngoài ra, giáo phận còn có 182 giáo xứ, 205 linh mục dòng và chiều, 1,890 nữ tu. Every year, there are almost 30,000 newly baptized in the diocese, and I thank God for this flourishing diocesan community, which at present is the largest of the ecclesiastical province of Hanoi. Hàng năm số người được chữa tội gia nhập hội thánh là khoảng 13,000 người. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì sự triển nở mạnh mẽ của giáo đoàn Vinh, giáo phận lớn nhất thuộc giáo tỉnh Hà Nội. I praise the Catholics for their faithfulness and especially the parents for taking care of the religious formation of their children. I trust that the efforts made to assure and improve the teaching of the Catechism of the Catholic Church will be fruitful. Tôi khen ngợi anh chị em giáo dân giáo phận Vinh vì lòng trung thành sắt son với giáo hội
và đặc biệt các bậc cha mẹ đã chăm lo dạy dỗ đức tin cho con cái mình. Tôi tin rằng những nỗ lực nhằm duy trì và cải thiện việc dạy giáo lý của Thánh Công giáo sẽ mang lại những kết quả dồi dào. I encourage you to persevere in a vocational program in order to increase the number of the priests. I heard that there are 80 seminarians from this diocese in the Interdiocesan Major Seminary. They are the future of the Church and the sign of great hope. Tôi khuyến khích anh chị em kiên tâm bền bỉ trong chương trình ơn gọi nhằm gia tăng con số linh mục. Tôi nghe nói hiện có khoảng 80 người, thì thực ra là 126 chủng sinh đang du học tại Đại Chủ Viện Liên Giáo Phận. Họ chính là tương lai của giáo hội và là dấu chỉ của niềm hy vọng. However, there are some challenges in the diocese. The number of priests is still not enough for the needs of the parishes and communities. Communications are difficult because of the distances in the vast diocesan territory. Formation of the faithful is required to improve the knowledge of the Catholic doctrine. Emigration from the rural area causes harm, especially to the young generations who are exposed to the negative influence of the secular mentality. The traditional values are weakening in the families. Tuy nhiên, giáo phận đang còn nhiều thách đố. Đơn cử, số linh mục vẫn chưa đủ cho nhu cầu mục vụ của các giáo xứ và cộng đoàn. Thông tin còn khó khăn vì khoảng cách giữa các địa bàn giáo phận quá rộng lớn. Nhu cầu đào tạo người tín hữu và cải thiện trình độ giáo lý của Thánh Công giáo cũng được đặt ra. Vấn đề di dân từ thôn quê ra thành thị gây nhiều tác hại, nhất là cho tầng lớp giới trẻ, đối tượng dễ bị tiêm nhiễm bởi đạo trạng thế tục. Giá trị truyền thống trong các gia đình cũng đang bị xói mòn. Therefore, I urge the diocesan community to foster a renewed spirit of evangelization and to implement the formation program of the faithful. Vì thế, tôi khẩn nài anh chị em trong cộng đoàn giáo phận hãy ấp ủ một tinh thần truyền giáo được đổi mới và thực thi chương trình giáo dục cho các tín hữu. May Our Lady of Lavang and the Martyrs of Vietnam protect the Diocese of Vinh. Amen. Nguyện xin Thánh Mẫu La Vang và các thánh từ đạo Việt Nam che chở giáo phận Vinh. Amen. Thank you.
Lord.